Dạ vâng, xin chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay em xin phép được test cho anh Hòa ở Cẩm Vinh, Hoàng Tân, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Số điện thoại là 0375953303. Nếu mà anh xem video thì anh bình luận dưới cái video giúp em nhé. Đấy. Hôm nay em test cho anh là cái vang Neck Acoustic FX8 và con nâng tiếng TD hàng xịn model CB600. Nói chung là con này chắc mọi người biết rồi. Đấy. Thì ở đây em bán cho mọi người con này hoặc bán cho anh là con hàng xịn nhá. Đây, Neck cũng vậy, Neck thì nó còn nguyên cả cái giấy bóng chống xước này, thì thôi thì em cứ để nguyên. Đây em đang kết nối này. Nói qua về con TD, con nâng tiếng. Thì đây là hàng, đây em đang cho mọi người xem cũng như là bán cho anh là con hàng chính hãng. Còn đây hàng nhái thì là nó sẽ như thế này. Tháo cái này ra. Đây. Tháo nhấc hẳn ra. Đấy, ví dụ như trước mặt mọi người đây là con nâng tiếng TD hàng nhái, được chưa? Nhìn rất giống luôn. Nhưng mọi người chỉ cần nhìn cái núm này là biết này. Đấy, cái núm của con này thì nó bị cách ra một đoạn. Được chưa? Hoặc là trên YouTube đấy thì là rất nhiều shop người ta đã hướng dẫn rồi, thì em cũng không hướng dẫn qua nữa. Mọi người biết rồi. Đây là con hàng nhái này, nhìn là phát biết ngay. Còn hàng xịn là không bao giờ chúng ta nhìn thấy cái khe đấy. Đấy. Tiếp theo đến là cái đèn. Cái đèn của con này nó sáng đấy. Còn hàng nhái thì nó mờ câm câm. Đây em cắm thử cái con hàng nhái cho mọi người xem. Con này thì người ta gửi mẫu cho em thôi. Đấy. Nước lên chắc. Đây ví dụ là đây là con hàng nhái này, mọi người nhìn giúp em này. Đấy, cái đèn của nó tối hơn nhá. Mọi người nhìn không? Đấy, con ở trên là hàng nhái này, con ở dưới là hàng xịn này. Đấy, đèn nó sáng hơn rất là nhiều. Đấy. Và cái nút là chúng ta nhìn biết ngay, nút là cách xa một đoạn này. Tiếp theo đấy là trên mặt này. Đấy, trên mặt thì nó in như thế này. Và vỏ hộp của nó là vỏ hộp này, vỏ hộp bóng này. Đấy. Còn con hàng xịn, con hàng xịn này đây, cái vỏ hộp là vỏ hộp xi măng. Đây, đây là con hàng xịn này. Và đây là con hàng nhái này. Được chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi, khác nhau bao giờ hơn vực. Tóm lại khi bọn em đã bán cho mọi người và đã cam kết là hàng xịn thì mọi người cứ yên tâm dùng nhá. Còn hàng nhái, ví dụ như mọi người mua không, bên em có con hàng hàng này người ta gửi về mẫu này. Ai mua không, bên em thanh lý 900 số lượng có hạn, được chưa? Vâng, và bây giờ là em test cái con vàng Neck này, cổng quang cho anh Hòa. Lên 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 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 lên. Con nâng tiếng thì tốt rồi. 1 1 1 2 3 4 5 6. Lên 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 lên. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7. Lên 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 lên. Test thử một đoạn nhạc được không nào? Không, YouTube nó sẽ đánh bản quyền. 1 2 3 4 5 6 7. Em test thử một đoạn nhạc karaoke. Đây, con này Hà Đông. Kê hóa đơn đấy. Không không, hóa đơn trong mấy. Kê 2 triệu. Nhạc thì
đoạn kia. Bây giờ em test bằng Bluetooth nhá. Đây là test thì một đoạn là karaoke của em ở cuối sông Hồng. Mọi người đánh giá cái vang của con này nhá. 1 2 lên 1 2 của anh đi kèm gồm có dây quang nhá, dây quang và dây Canon để anh kết nối hai sản phẩm này và xuống cái âm ly của anh, nói chung đều đủ của anh nhá. Vâng, vừa rồi là cái video clip em test cho anh Hòa ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa cái vàng Neck FX8 và nâng tiếng. Rồi, xin cảm ơn anh cũng như là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.